Chương trình truyền hình Sống Mạnh do công ty Sống Mạnh thực hiện. Công ty Sống Mạnh là một công ty bất vụ lợi được thành lập từ năm 2001. Chủ trương của tổ chức Sống Mạnh là đem lại cho người Việt những kiến thức thực tế và chính xác về y tế, sức khỏe, đời sống và gia đình, hậu nâng cao được ý thức bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Liên kết với chúng tôi qua trang mạng songmanh.net, YouTube channel www.youtube.com/@sống gạch giữa mạnh, hoặc email cho chúng tôi tại contact@songmanh.net. Tôi là Phạm Phú Nam, xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của chương trình Sống Mạnh TV. Thưa với quý vị, hôm nay giống như mọi lần hàng tuần, chúng tôi xin được mời quý vị tham dự và lắng nghe chương trình Sống Mạnh ngày hôm nay. Và bây giờ xin được mời quý vị cùng vào tiết mục chính của chương trình Sống Mạnh là Sống Mạnh với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy và Phạm Phú Nam trình bày. Hôm nay chương trình sẽ có chủ đề như sau đây. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Sống Mạnh bác sĩ Trịnh Ngọc Huy và Phạm Phú Nam. Hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài đường hóa học aspartame. Trong ngày 14 tháng 7 vừa qua, World Health Organization đã tuyên bố rằng chất aspartame, một loại đường hóa học có thể gây bệnh ung thư. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC và Tổ chức Y tế Thế giới World Health Organization đã tuyên bố rằng dựa trên những nghiên cứu khoa học đã cho thấy rằng chất aspartame có thể gây ra bệnh ung thư cho con người cũng như các loài động vật. Tổ chức Phụ gia thực phẩm JECFA cũng trực thuộc về World Health Organization cũng lên ý kiến rằng có nhiều dữ kiện cho thấy rằng chất aspartame có thể gây ra ung thư. Tuy nhiên, cái lượng aspartame để mà có thể gây ra ung thư là dưới 40mg mỗi ngày cho mỗi 1kg cơ thể. Và họ xác nhận rằng hiện nay cái lượng aspartame mà các cơ quan trên thế giới khuyến cáo là mọi người có thể tiêu thụ được là dưới 40mg aspartame cho mỗi 1kg. Tiến sĩ Francisco Branca, Giám đốc Ban Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm World Health Organization đã tuyên bố rằng các nghiên cứu đánh giá về aspartame cho thấy rằng sự an toàn của aspartame ở lượng mà đa số mọi người thường dùng không phải là một mối quan tâm, nhưng những tác động tiềm ẩn được mô tả cần được khẳng định điều tra bằng nhiều những nghiên cứu khác tốn hơn. Ngay sau khi các tuyên bố được đưa ra bởi WHO, thì Bộ Thực và Dược phẩm FDA của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng aspartame không có yếu tố nguy cơ gây ra bệnh ung thư và aspartame vẫn có thể dùng trong các đồ ăn và thức uống mà không cần phải thay đổi. Tại đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm và phân tích về chất đường hóa học aspartame. Tại sao chất aspartame quá thông dụng trong các thức ăn và thức uống? Aspartame có thể gây ra ung thư hay không? Ngoài biến chứng ung thư, aspartame có thể gây ra những hại gì khác cho cơ thể? Và chúng ta có nên tiếp tục dùng những thức ăn có chất aspartame? Và nếu có dùng, thì sẽ dùng nhiều hay ít hay phải có giới hạn? Aspartame là một chất tạo ngọt nhân tạo, có nguồn gốc từ sự kết hợp của hai chất axit amin, phenylalanine và aspartic acid. Độ ngọt của aspartame khoảng 200 lần ngọt hơn đường glucose, đường thiên nhiên. Đó là lý do mà tại sao chất aspartame đã là một sự lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn hảo ngọt, thích ăn ngọt nhưng không muốn có nhiều calorie để tránh bị mập. Chất aspartame đã được phát tìm ra vào lần đầu vào năm 1965 bởi ông James Slater khi làm việc cho hãng Sir Company. Hãng này hiện nay là một chi nhánh của hãng Pfizer. Ông Slater đã tình cờ tổng hợp ra chất aspartame trong quá trình nghiên cứu một thuốc để chống bệnh loét dạ dày. Và khi vô tình nếm thử chất này, ông đã nhận ra được hương vị ngọt, đậm đà. Và điều này đã dẫn đến việc khám phá chất aspartame là một đường hóa học nhân tạo có thể thay thế đường thiên nhiên. Trong quá trình phê duyệt aspartame để coi chất này có thể được sử dụng trong thức ăn và thức uống hay không,
vào những năm 1970 và đầu năm 1980. Đã có rất nhiều những tranh cãi về sự an toàn của cái chất aspartame. Có rất nhiều lo ngại về cái nguy cơ và sức khỏe có thể xảy ra cho người khi họ tiêu thụ chất aspartame này. Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành và đánh giá để đính định sự an toàn của aspartame, bao gồm nhiều nghiên cứu trên động vật cũng như các thử nghiệm lâm sàng trên người. Và kết quả của những nghiên cứu này cùng với việc đánh giá trên các tài liệu y khoa đã được duyệt xét và phân tích bởi nhiều cơ quan quy định trên toàn thế giới. Và ngay chính Bộ Thực và Dược phẩm FDA Hoa Kỳ đã xem xét kỹ lưỡng hơn 100 nghiên cứu trước khi cho phép chất aspartame được sử dụng trong những thức ăn và thức uống vào năm 1981. Hiện nay có khoảng trên 6.000 những thức ăn và thức uống có chất aspartame. Một trong những thức ăn rất là phổ thông, thức uống rất là phổ thông có chất aspartame là nước ngọt không đường, zero sugar, ví dụ như là diet Coke, diet Pepsi, diet Mountain View và những loại diet soda khác. Có nhiều loại nước ngọt không đường và những thức uống có gas đã dùng chất aspartame là chất tạo ngọt chính để thay thế đường. Những trái cây và những chó miệng không đường, ví dụ như là thạch, bánh pudding, kem, sugar free cello đều có chất aspartame này. Ngay cả kẹo cao su, chewing gum, sugar free gum cũng dùng chất aspartame này để tạo ra chất ngọt, ví dụ như là Trident gum. Rất nhiều thức uống, sản phẩm nước có hương vị đã sử dụng chất aspartame này để cung cấp vị ngọt mà không có dùng đường để lên calorie, thí dụ như Crystal Light. Aspartame cũng được sử dụng trong các loại chất tạo ngọt bò như là Equal, NutraSweet để chúng ta có thể bỏ vào đồ uống, thức ăn một cách trực tiếp. Rất nhiều thuốc men cũng đã dùng chất aspartame này để cải thiện hương vị trong các loại thuốc uống. Các phản ứng phụ của aspartame gồm có những thế nào? Thứ nhất là nguy cơ ung thư. Cái mối liên hệ giữa việc tiêu thụ aspartame và nguy cơ ung thư đã là một chủ đề quan ngại và được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Các nghiên cứu gia hoặc đầu đã e rằng chất aspartame khi tiêu thụ trong cơ thể sẽ được chuyển hóa thành methanol. Và chất methanol này có thể tiếp tục để chuyển hóa thành chất formaldehyde. Và chất formaldehyde là một chất có thể gây ra ung thư. Đa số chúng ta cũng có thể biết rằng chất formaldehyde là một chất hóa học dùng để ướp các xác cũng như các thịt để, thịt để tránh cho bị hư thối. Và cái chất formaldehyde là một chất hóa hại độc và có thể biến là có thể tạo ra ung thư. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy rằng cái lượng methanol được sản xuất từ quá trình chuyển hóa của chất aspartame trong cơ thể sau khi tiêu thụ rất nhỏ và nằm trong mức lượng chấp nhận tiêu thụ hàng ngày do các cơ quan quy định đề ra. Nhiều đánh giá và nghiên cứu bao gồm Viện Ung thư Quốc gia và Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu không tìm thấy bằng chứng để chứng minh mối quan hệ gây ung thư giữa việc tiêu thụ aspartame và nguy cơ tăng lên ung thư của con người. Nhiều người đã dùng chất aspartame để giúp tránh làm tăng nắng, làm tăng lên trọng lượng trong cơ thể. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy rằng các đường nhân tạo, kể cả đường nhân tạo aspartame này, không có hiệu quả trong việc giảm cân như mọi nghĩ. Một số nhà nghiên cứu đã thấy rằng việc tiêu thụ chất tạo ngọt với năng lượng calorie thấp như aspartame không làm có thể làm trở ngại đến cơ chế tự động điều chỉnh lượng calorie tự nhiên trong cơ thể, khiến cho cơ thể thèm ra ăn với thực phẩm ngọt và có cao calorie. Đó là lý do tại sao có thể góp vào phần tăng cân cho những người dùng chất aspartame này. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị tạm ngưng trong giây lát để có thể tiếp tục theo dõi thêm một tiết mục âm nhạc rất đặc biệt của chúng tôi trong chương trình hôm nay. Yeah.
Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, đủ đôi yêu dấu ngỡ ngàng tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, từ Trung Nam Bắc một nhà, về đây chung sống hát khúc con ca. Đường xe như nước rộn ràng, mặt muôn sức sống tiền bạc, đèn đêm tung ánh sáng như hào quang. Hàng cây trên núi giật giật, đường đi quanh khúc bàn cờ, cùng nhau vui sống ấm say tình thơ. Người ơi Sài Gòn chốn đây là vòng phiến đâu tôi đã lưu dài, nắng lên mình chỉ mùa hôn hôn hòa người đón tình quan ngày mới, cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách dập dồn từng năm trước tới viếng thăm thủ đô. Dòng sông trên chúng tàu đò, người xe buôn bán hẹn hò, người dân nô ấm sông đời tự do. Đèn đêm tung ánh sáng như hào quang, và vui trên bước giật giờ, đường đi quanh khúc bàn cờ, cùng nhau vui sống ấm say tình thơ. Người ơi Sài Gòn chốn đây là ngọn biển đâu hôm đã lưu dài, nắng về mùa chim mùa hót đêm hòa người đón tình qua ngày mới, cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách dập dồn từ năm châu tới quý vị vừa nghe xong tiết mục âm nhạc. Và bây giờ thì xin được mời quý vị cùng trở lại với tiết mục chính của chương trình là Sống Mạnh với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy và Phạm Phú Nam sau đây. Vào năm 2017,
một nghiên cứu khoa học đã được đăng báo trong báo y khoa CMAG bởi tiến sĩ Megan Azad. Trong nghiên cứu này, họ đã thu thập rất nhiều nghiên cứu khoa học về những người tiêu thụ trong chất như tiêu chất aspartame, và họ đã kết luận rằng các chất đường hóa học làm ngọt mà không có lượng cao như aspartame, sucralose và stevoside không có hiệu quả gì trong việc kiềm chế cân nặng thể. Và ngược lại, những nghiên cứu nào cho thấy có một mối liên hệ giữa việc tăng trọng lượng cơ thể và vòng bụng cho những người tiêu thụ thường xuyên các chất ngọt này. Tức là, cho dễ hiểu, là thay vì xuống cân khi cho những người dùng chất aspartame hay những chất ngọt nhân tạo này, những người này họ lại lên cân, và thay vì vòng eo nhỏ đi, eo họ lại to ra. Và những nghiên cứu tổng quát lâm sàng cho thấy những người tiêu thụ những loại đường aspartame này lên cân thay vì giảm cân. Chất ngọt hóa học có thể làm ảnh hưởng đến những vi động sinh vật sống trong hệ thống tiêu hóa. Trong hệ thống tiêu hóa của con người, như trong bao tử, ruột non, ruột già, có hàng trăm những vi trùng sống ở trong hệ thống đường tiêu hóa của chúng ta. Và những nhiều vi trùng tốt này giúp bảo trì hệ thống đường tiêu hóa cũng như sức khỏe của hệ thống đường tiêu hóa và cơ thể của chúng ta. Khi những người dùng những cái chất ngọt hóa học này tiêu thụ vào trong cơ thể, thì những cái chất này có thể ảnh hưởng đến và có thể làm thay đổi những cái vi trùng tốt sống trong hệ thống đường tiêu hóa. Và đó là lý do mà nhiều nhà nghiên cứu khoa học đã nghĩ rằng là đó là lý do làm sao cho những người tiêu thụ chất đường hóa học này lên cân và vòng eo to ra thay vì xuống cân và nhỏ đi. Tuy nhiên, nghiên cứu trong lĩnh vực này còn hạn chế, và các tác động dài hạn của aspartame đối với những sinh động vật trong đường ruột và sức khỏe tiêu hóa vẫn chưa được hiểu rõ. Và cũng trong cái báo cáo đăng trong tạp chí CMAG cho thấy rằng chất aspartame, những cái chất đường hóa học có thể làm tạo ra những triệu chứng như là bị đau nhức đầu, bị ói mửa cho những người tiêu thụ những sản phẩm này, và cũng có thể làm tăng cái tỷ lệ nguy cơ về bệnh tim, bệnh tiểu đường. Những người bị bệnh phenylketonuria PKU, đây là một mắc chứng rối loạn di truyền hiếm hoi, và những người bị bệnh PKU này khi họ không có thể làm cơ thể của họ không có thể làm tiêu hóa được cái chất phenylalanine ở trong chất aspartame, và có thể nguy hiểm đến cơ thể vì chất phenylalanine này có thể tích tụ trong cơ thể cho những người có bị bệnh PKU này. Đó là lý do tại sao mà những thức ăn có chất aspartame đã có những cái dấu cảnh cáo để giúp cho những người mắc bệnh PKU này tránh tiêu thụ. So, tóm tắt lại, dựa trên tin mới nhất của World Health Organization và IARC cho nói rằng cái chất aspartame có thể gây ra bệnh ung thư trong cho con người. Tuy nhiên, JECFA kết luận rằng cái lượng aspartame mà hiện nay đa số mọi người đang xài rất là thấp và có thể không có ảnh hưởng đến, có thể gây ra bệnh ung thư. Cái lượng aspartame mà hiện nay các cơ quan quốc tế cho thấy mà chúng ta có thể dùng tới tối đa là khoảng 40mg aspartame cho mỗi 1kg trọng lượng cơ thể. Và cho 40mg aspartame mỗi ngày thì tương đương tới khoảng 10-20 lon nước ngọt có đựng chất aspartame, và có tương đương với khoảng 85 gói aspartame. Và ngay cả Bộ Thực và Dược phẩm FDA ở Hoa Kỳ đã không đồng ý với kết luận của IARC và World Health Organization, và nghĩ rằng những nghiên cứu đã không có đưa đến cái sự kết luận là aspartame để có thể gây ung thư cho con người. Và các nhà khoa học của FDA đã không lo ngại về độ an toàn khi sử dụng aspartame trong các điều kiện đã được phê chuẩn. Và FDA cũng đưa ra chi tiết rằng
Đa số những người ăn uống các sản phẩm có chứa chất aspartame này tiêu thụ khoảng trung bình là 4.9 mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày, tức là khoảng 10% cái lượng 40 mg được khuyến nghị cho xài nên xài được tối đa cho người xài mỗi ngày. Như vậy chúng ta có thể kết luận được gì về aspartame? Aspartame có gây ung thư hay không? Thì hiện nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng và cần phải tiếp tục có những nghiên cứu khoa học thêm. Nhưng độ lượng aspartame mà đa số mọi người chúng ta đang tiêu thụ mỗi ngày rất thấp để có thể bị bệnh ung thư. Thế nên nếu chúng ta uống 1, 2 hay 3 lon nước soda, diet soda có chất aspartame, hay ăn cà rem, hay ăn những thức ăn có chất aspartame, thì chúng ta không có phải lo lắng là bị ung thư, vì cái lượng aspartame rất là ít so với cái lượng tối đa được khuyến cáo cho dùng mỗi ngày. Nếu chúng ta dùng aspartame liên tục ngày này qua tháng khác thì có thể nguy hiểm phản ứng phụ gì hay không, có thể gây ra bệnh ung thư hay không, thì hiện nay vẫn chưa có khẳng định rõ ràng qua các nghiên cứu. Tuy nhiên, một câu hỏi mà chúng ta nên tự hỏi và tự trả lời là tại sao chúng ta dùng thức ăn, thức uống cái chất đường nhân tạo aspartame này. Rất nhiều người tiểu đường, bị bệnh tiểu đường, muốn dùng chất aspartame để kiểm soát lượng đường trong cơ thể. Những người bị bệnh tiểu đường thường thường cái lượng đường trong máu, cái lượng đường khi họ lượng đường trong máu có thể tăng lên rất là cao khi họ dùng thức ăn ngọt nhiều. Tuy nhiên, nếu cái lượng đường mà chúng ta cẩn thận khi ăn hàng ngày không có gây ra nguy hiểm để tăng lượng đường trong máu cao, nếu chúng ta biết cách ăn uống, chúng ta mà không mà có thể chúng ta khi ăn, chúng ta những ăn trái cây, chúng ta ăn trái cây có vỏ, chúng ta uống nước trái cây xay, hoặc những cái đường hỗn hợp ở trong trái cây nó khác với đường thường thiên nhiên, tại sao nó không hấp thụ qua đường tiêu hóa mà vào trong máu, làm cho cái đường trong máu tăng lên cao mau lẹ mà để có thể nguy hiểm cho sức khỏe. Tại sao khi chúng ta ăn trái cây và những cái chất vỏ thì ít khi lượng đường trong máu chúng ta tăng lên quá nhiều. Và khi chúng ta ăn ngọt, những người bị tiểu đường ăn ngọt thì họ có thể ăn dùng thêm những thức ăn khác có chất đạm để giúp cho cái đường vào trong máu không có tăng lên quá cao, quá lẹ. Và như vậy, những người bị bệnh tiểu đường thật sự không có thể cần phải dùng đường hóa học nhiều để mà tránh là bị bệnh làm cho bệnh tiểu đường nặng hơn hay có thể làm ra cho bị bệnh tiểu đường. Rất nhiều người dùng chất aspartame để xuống cân. Tuy nhiên, rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những chất ngọt, hóa học, aspartame không làm giảm cân mà lại làm tăng bệnh nhân, làm cho tăng ký, không làm cho vòng bụng nhỏ lại mà có thể làm cho vòng bụng to lên. Aspartame có ngon hơn đường thật hay không? Ít người nào, hoặc tôi chưa thấy người nào đã tuyên bố rằng những thức ăn, thức uống cái chất đường hóa học aspartame ngon hơn những thức ăn, thức uống có đường thật. Chúng ta mọi người, rất nhiều người, đa số đều thức ăn những thức ăn bổ dưỡng thiên nhiên, thức ăn đồ ăn organic. Chúng ta thích ăn gà đi bộ, chúng ta ăn cá salmon câu từ biển chứ không nuôi trong hồ cá. Chúng ta thích ăn và bò wagyu đấm bóp được nuôi với cỏ thiên nhiên, không có được dùng chủ sinh. Chúng ta không thích dùng ăn rau có những mà được phải được phân bón thiên nhiên chứ không xài nhận phân bón nhân tạo hay có thuốc chủ sinh. Chúng ta cũng không thích ăn đồ ăn hộp, không thích ăn mì gói, không thích ăn những chất ngọt có chất bảo quản vì chúng ta sợ những thức ăn này có thể gây ra bệnh. Như vậy thì tại sao chúng ta muốn dùng những chất ngọt, dùng những thức ăn, thức uống có chất ngọt, hóa học, nhân tạo thay vì đường thiên nhiên? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Mạnh với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy và Phạm Phú Nam. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lần tới. Kính thưa quý khán thính giả, quý vị vừa nghe xong chương trình Sống Mạnh TV. Và để kết thúc thêm một lần nữa,
chúng tôi xin được mời quý vị cùng nghe một nhạc phẩm như là một lời tạm biệt cho chương trình Sống Mạnh kỳ sau. Từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta? Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm rồi đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng đôi ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mộng ước về sau? Cách xa mặt nhau chỉ là ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao, chẳng đợi thời gian vụt tới. Rồi mai đây trăng ta soi bóng, ngó quanh lại còn ai? Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình là vần thơ mà đôi khi tình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm dài? Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin đừng chớ thêm u. Một lần hẹn trước có phải là mộng ước về sau? Cách xa mặt nhau chỉ là ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao, chẳng đợi thời gian vụt tới. Rồi mai đây trăng ta soi bóng, ngó quanh lại còn ai? Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình là vần thơ mà đôi khi tình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm dài? Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin đừng chớ thêm u. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin đừng chớ thêm u hoài. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin đừng chớ thêm u hoài. Thank you.
đời chưa tất nhiên tới ai nuôi niềm. Anh từ xa vẫn cố bao giờ nhớ thương bao ngày cũ, có thấy tâm hồn mình chợt vẫn vương khi cứ về để trời làm mưa gió. Trôi nơi nào đêm vẫn có nghe tâm tư sâu nhớ tới những phút xưa mình còn trao môi ấm ngất ngây trao tình. Anh từ xa vẫn có bao giờ nhớ thương bao ngày cũ, có thấy tâm hồn mình chợt phân vân khi thu về để trời làm mưa. Là nước mắt tình đã phai rồi,
mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sao mắt môi em còn chơi vơi, sao trái tim anh còn chưa nguôi những xót xa một thời. Mong manh đời như lá vàng úa trên cành, lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm thầm anh mang, bao vấn vương cho đời thênh thang, những nỗi đau muộn màng. Anh nhớ có mùa thu mây giăng lối, cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi. Em đã trao anh nụ hôn đầu, vòng tay ấm vui, anh hát cho em bài tình ca đôi mươi. Lang thang tìm đâu thấy người đã đi rồi, mênh mang đường phố vắng bước chân lẻ loi. Người hỡi em có nghe là vàng rơi rơi, em có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một hiện. Công ty Sống Mạnh là một công ty bất vụ lợi được thành lập từ năm 2001. Chủ trương của tổ chức Sống Mạnh là đem lại cho người Việt những kiến thức thực tế và chính xác về y tế, sức khỏe, đời sống và gia đình, hậu nâng cao được ý thức bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Liên kết với chúng tôi qua trang mạng songmanh.net, YouTube channel www.youtube.com/@sống-mạnh hoặc email cho chúng tôi tại contact@songmanh.net.